đến với OneSK, nơi các bạn có thể tìm thấy rất nhiều các bài tập rèn luyện sức khỏe và cải thiện vóc dáng từ những bộ môn luyện tập hot nhất hiện nay. Công việc quá bận rộn, bạn không có thời gian đến phòng tập. Đừng lo, bài tập đơn giản với Tường sau đây sẽ giúp bạn tăng cơ, giảm mỡ một cách nhanh chóng. Nào, chúng ta cùng tập thôi. Và bây giờ chúng ta cùng bắt tay vào bài tập luôn nhé. Nào, với động tác đầu tiên, hai chân đứng song song, lưng tựa vào tường và trượt dần xuống. Cố gắng bước chân về đằng trước này, giữ cho đầu gối vuông góc. Và chuẩn bị, chúng ta bắt đầu giữ nha. Đếm nào. Cố gắng giữ thẳng lưng, ép vai, áp sát vào tường. Các bạn cố gắng là giữ cho đầu gối vuông. Cảm nhận phần cơ đùi của mình đang dần săn chắc lại đúng không ạ? Siết chặt cơ bụng vào nha. Hít thở đều. Cố lên nào, giữ lâu hơn chút nữa. Sắp xong rồi, 3, 2, 1 và nghỉ. Rồi, với mỗi động tác chúng ta sẽ nghỉ 15 giây. Và chuẩn bị vào tiếp theo. Hiệp thứ hai nào, chuẩn bị và xuống, giữ hai chân song song, cố gắng giữ đầu gối mở ra một chút, lưng áp sát dựa vào tường, cố gắng siết chặt cơ bụng và hít thở đều. Sẽ hơi mỏi một chút nhưng mà kiên trì nhé, cố gắng nào. Năm, bốn, ba, hai, một và nghỉ. Động tác này sẽ giúp săn chắc cơ mông và săn chắc cơ đùi, nên là các bạn cố gắng duy trì tập động tác này hàng ngày. Động tác thì vô cùng đơn giản, khi mình tựa lưng vào tường thì sẽ giảm bớt lực và sẽ không khiến cho mình bị mỏi chân giống như là tập squat bình thường. Nào, chúng ta cùng vào lần thứ ba nhé. Xuống, giữ chân vuông góc, siết chặt cơ bụng, siết chặt cơ bụng, giữ thẳng lưng, cố lên nào, kiên trì, hít thở đều. Và 5 4 3 2 1 lên. Hãy duy trì tập động tác này mỗi ngày để có một cơ đùi săn chắc và thon gọn nhé. Và bây giờ chúng ta sẽ sang động tác thứ hai. Vẫn tiếp tục giữ tư thế như vậy, nhưng hai chân mở rộng hơn vai một chút và xuống. Với động tác này, các bạn cố gắng áp sát lưng vào tường, hai chân đầu gối mở hướng ra phía bên ngoài. Cố gắng nào. Siết chặt cơ bụng, áp sát lưng vào tường nha. Cố lên, hít thở đều, giữ nào. Và 5 4 3 2 1 lên. Nghỉ 15 giây thôi, không nghỉ quá lâu ạ. Khi mình nghỉ lâu thì sẽ khiến các cơ bị nguội đi và lúc đấy bài tập của mình sẽ không còn tác dụng nữa, được chưa ạ? Và chuẩn bị nào, sang lần thứ hai, mở chân rộng hơn vai nhá. Và xuống, giữ đầu gối hướng ra phía bên ngoài. Tiếp tục siết chặt cơ bụng và tựa sát lưng vào tường. Các bạn cố gắng xuống sâu một chút, giữ cho đầu gối của mình vuông góc. Cố lên nào, hít thở đều. Năm, bốn, ba, hai, một và lên. Sắp xong rồi, cố lên nào, còn một lần cuối cùng nữa thôi. Cơ đùi đang dần nóng lên rồi đúng không ạ? Nào, chúng ta còn chuẩn bị sang lần thứ ba nhá. Tựa lưng vào tường và trượt xuống, giữ và bắt đầu đếm nào. Hít thở đều, siết chặt cơ bụng, siết chặt cơ bụng, cố gắng áp sát lưng vào tường. Tựa lưng vào tường sẽ giúp giảm áp lực lên lưng, khiến cho bạn không bị đau lưng. Cố gắng nha. Sắp xong rồi, chuẩn bị đếm ngược nào. 5
4, 3, 2, 1 và lên. Rồi, chúng ta chuẩn bị sang động tác thứ 3. Với động tác này, vẫn tiếp tục duy trì tư thế vừa rồi là hai chân rộng hơn vai và xuống. Nhưng lần này mình sẽ di chuyển bước chân trong ngoài. Nào, cùng thử nhé. Chuẩn bị nào. 2, 1, bắt đầu và nhấc, nhấc, mở, mở, dựa sát lưng vào tường. Nhấc và mở, cố gắng tựa sát lưng vào tường, vẫn tiếp tục giữ đầu gối vuông góc. Các bạn cố gắng duy trì nhịp thở và siết chặt cơ bụng. Làm liên tục nào. Cố lên. Sắp được rồi. 5, 4, 3, 2 và 1. Lên. Hơi dậm chân một chút nào. Thả lỏng cơ đùi. Chúng ta chuẩn bị sang hiệp 2 nhá. Nào, tiếp tục xuống. Và bắt đầu đếm. Đây, 1, 2, cố lên nào. Nhấp liên tục. Giữ thẳng lưng nha. Và siết chặt cơ bụng. Các bạn đừng quên giữ đầu gối vuông góc nha. Cố lên nào. Hít thở đều. Và 4, 3, 2, 1 và lên. Dập chân nào. Thả lỏng cơ đùi. Hít thở. Và chuẩn bị sang hiệp 3. Nào, tựa lưng vào tường. Xuống. Hai chân vuông góc. Và bắt đầu bước. Cố lên. Siết chặt cơ bụng vào. Các bạn đừng quên là hạ thấp trọng tâm, giữ cho đầu gối vuông góc và lưng tựa sát vào tường. Cố lên. Sắp xong rồi. Các bạn nhớ duy trì tập bài tập này hàng ngày nhé. Và 3, 2, 1, lên. Và bây giờ chúng ta sẽ sang động tác thứ 3. Các bạn đặt tay vào tường, giữ cho tay thẳng. Tay còn lại đặt vào eo. Và chuẩn bị vào động tác nào. Đẩy người vào và đẩy thẳng tay ra. Khi nghiêng người vào, giữ người trên một đường thẳng ạ. Chỉ đẩy tay và lên. Cố gắng giữ người thẳng nha. Hít thở đều và siết chặt cơ bụng lại. Đẩy ra nào. Đây là bài tập giúp săn chắc bắp tay. Và 4, 3, 2 và 1. Thả lỏng cánh tay. Chuẩn bị nào, đổi tay nha. Giữ người thẳng. Người đứng cách tường đúng một cánh tay được chưa? Và chuẩn bị bắt đầu. Đây, 1. Hít thở đều và giữ người trên một đường thẳng nào. Các bạn cố gắng siết chặt cơ bụng lại và đẩy thẳng tay ra. Cố gắng nào. Mỏi bắt tay hơn rồi đúng không ạ? Chuẩn bị nào, đổi bên. Tiếp tục. Cố gắng giữ người thẳng, lưng thẳng ạ. Siết cơ mông và siết bụng. Chuẩn bị nha. Vào nào. 5, 4, 3, 2, 1. Bắt đầu. Cố lên. Các bạn cố gắng siết chặt cơ bụng. Hơi hóp mông vào một chút để giữ cho lưng thẳng. Cố gắng giảm áp lực lên lưng nhiều nhất có thể nhé. Cố lên nào. Sắp xong rồi. 5, 4, 3, 2 và 1. Đổi.
lần cuối cùng. Đổi tay. Lên. Hít thở đều nào. Chuẩn bị nha. Vào. Duy trì. Đẩy tay thẳng. Lưng thẳng. Chân thẳng. Siết chặt cơ bụng và hóp mông. Đẩy người lên. Cố gắng nha. Rồi, chúng ta chuyển sang động tác tiếp theo. Hai tay chống vào tường. Hai chân mở rộng song song. Giữ cánh tay thẳng ạ. Và chuẩn bị nào. Vào. Đẩy thẳng người ra. Hít thở đều. Giữ thẳng lưng. Hai bàn tay đặt song song với vai. Siết chặt cơ bụng lại. Đẩy thẳng tay ra nào. Thả lỏng cơ tay nào. Đây là một dạng động tác chống đẩy đơn giản mà tất cả các bạn nữ đều có thể tập được. Nào, chuẩn bị nha. Giữ bàn tay cách bằng song song với vai. Hít thở đều. Giữ lưng thẳng. Siết chặt cơ bụng. Và đẩy thẳng tay. Cố lên nào. Đừng bỏ cuộc, cố lên. Còn một lần nữa thôi. Hãy tiếp tục tập cùng với mình nhé. Nào. Cố gắng hạ người, áp sát vào tường, cách một khoảng 5cm. Đẩy thẳng tay nào. Cố lên. Và đừng quên siết chặt cơ bụng nha. Những động tác với tay vô cùng đơn giản. Nào, bây giờ chúng ta cùng chuyển. Các bạn nằm xuống thảm. Nghiêng người. Và được hai chân lên tường. Với động tác này, hai tay đặt song song với hai bên người. Áp sát xuống thảm. Và chuẩn bị cố gắng hạ chân xuống giữ. Và chuẩn bị đẩy bụng lên. Nào, siết chặt cơ bụng nha. Lên nào. Lên giữ khoảng 1 đến 2 giây và hạ xuống. Các bạn siết chặt cơ bụng lại. Khi hạ xuống không hạ hết mông xuống thảm nhá. Đẩy người lên. Giữ cổ thẳng. Và siết chặt cơ bụng lại. Với động tác này các bạn cố gắng đặt cổ nằm thả lỏng, giảm áp lực xuống cổ vai gáy, hai chân đặt trên tường. Lên nào. Cố lên, đẩy cao lưng lên. Và siết chặt cơ bụng lại. Hít thở đều. Và áp sát tay xuống thảm.
cố gắng nào. Rồi, các bạn điều chỉnh lại tư thế. Và chuẩn bị thêm lần cuối cùng nhé. Khi lên các bạn cố gắng siết chặt cơ bụng và siết cơ mông lại. Lên. Duy trì tốc độ đều. Không cần nâng lên và hạ xuống quá nhanh được chưa ạ? Cố gắng nha. Hít thở đều. Động tác rất tốt cho cơ bụng và cơ mông. Chúng ta tiếp tục sang động tác thứ hai. Với động tác này, nhấc hẳn người lên, giữ chân thẳng, chuẩn bị khi xuống hạ gối co vuông góc, xuống, cố gắng nhấc người lên nào. Các bạn cố gắng giữ cố định chân, còn lại tựa sát vào tường. Hít thở đều và siết chặt cơ bụng. Mắt nhìn thẳng lên trần. Và nghỉ nào. Cố gắng nhé, đừng bỏ cuộc. Chuẩn bị nào. Với mỗi động tác các bạn cố gắng càng siết chặt cơ bụng càng tốt. Và lên. Áp sát tay xuống thảm. Cố gắng nào. Hít thở đều. Xuống. Hãy duy trì tập luyện bài tập này hàng ngày nhé. Và đừng quên truy cập OneSK mỗi ngày để cập nhật những bài tập mới nhất và hữu ích nhất dành cho các bạn. Hẹn gặp lại các bạn trong những bài tập tiếp theo của OneSK nhé. Tạm biệt.